Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Hôm nay em tại kho còn ít đồ, anh em đi bãi em có đồ. Hôm nay em còn một vài món với lại mấy cái đồ thanh lý này. Đó. Em lên đóng đóng thì anh em mình xem có cái món nào phù hợp với mình thì mình chốt giúp em nha. Đầu tiên thì em mua mấy cái mặt hàng này trước. Đầu tiên thì cái mã số này là em có 3 màu nha. Đó. Xanh, vàng, cam. Những này là những cái loại thước 1 mét made in China ha. Ở đây mình trem một khóa ha. Đây, sợi dây của mình là sợi dây bằng thép 1 mét ha. Đó. Đó. Thu về nè. Rất là ngon nha anh em, mới chung là hàng chưa có xài. 1 mét ha, made in China, hàng Trung Quốc xuất ha. Mà về công năng sử dụng rất là ngon nha anh em. Đó. Ngon. Rồi. À, anh em là mình thích cái món đồ nào mọi người cho giúp em V1 ha, 20.000. Cái này anh em mình tem móc khóa đồ cũng ngon nha anh em. Là anh em mình tem móc khóa đồ cũng ngon. À, riêng cái clip này thì em có khuyến mãi ha. Đó. Mua cái tất cả những sản phẩm này là được tặng một cái cuộn thước. Đó. Là ví dụ như anh em mình mua một cuộn là ra được hai cuộn đó ha, một cuộn, hai cuộn, năm cuộn ra sáu cuộn ha, bảy cuộn thì ra một tám cuộn, nói chung là cứ một mã được tặng một cuộn thước nghĩa ha. Ví dụ anh em mình cuộn này, cái mã này là 20.000 thì anh em được tặng một cuộn thước 20.000, đó là 40.000. còn nếu mà anh em mình mua hai cái này thì được tặng cái, ba cái là 40 ha. Đó, vậy thôi ha, combo này là combo tặng quà cho mọi người luôn ha. Rồi tiếp theo về V2 thì cái món này, cái này thì cũng Trung Quốc xuất Nhật thôi nhưng mà rất là ngon nha, hàng mới chưa có xài. Đó. Này là hàng của Trung Quốc thôi nhưng mà về chất lượng rất là ngon anh em, giá 17 sen. Mới chưa xài này ha. Đó, xài ngon lắm, này em cũng giữ một cái để em dùng. Hàng Nhật thì dùng ngon rồi, còn cái này hàng Trung Quốc dùng cũng rất là ngon ha. Đây. Đó. Đây. Ha, một cái kim tuốt dây điện anh em. Một cái kìm tuốt cái điện anh em mình ha, làm điện đó ha. Ủa, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, bỏ vô cái bấm nhẹ cái là đi anh em ha. Thao tác rất là nhẹ nhàng giống như cái kìm của Nhật thôi. Đó, ngon lành ha. Rồi. À, rồi một một cây kìm này với lại một cây thước này, hai món 70. Đó. Hai món 70 ha, cứ một món là được tặng một cái cuộn thước nha anh em. Cứ một mã là được tặng một cái cuộn thước. Ha. Rồi cái bộ combo này V2 70.000. Đó, thay vì hôm trước anh em mình mua cái này 20, mua cái này 50 là 70 đúng không? À là 90. Hôm nay thì hai món này chỉ có 70.000 thôi. Đó, mã V2. V2 70. V3 một cái cuộn thước dây 10 m. Đó. Một cái cuộn thước dây 10 m ha. Đây. Mới chưa xài ha, bản thước 25, kéo dài 2,5 m, anh em mình khóa lại nó có không bị cong. Đó. Hàng của Trung Quốc nhưng mà rất là ngon nha. Bằng nhựa, bên ngoài lớp vỏ cao su chống va đập. Rồi. Rồi thêm cái thước 1 m nữa, combo này cũng hai món nha, cái mã số này là mã số V3 ha, 80.000. Hai món. Ha. V3 80.000. V4. V4 là một cây cờ lê đuôi chuột. Đó, số của mình là số 1921 ha, made in Japan. Đó. Này bằng hợp kim nhôm, hoạt động nó ngon lành bình thường ha, rang cỏ nó còn ngon lành hết. Đó. Rồi tặng kèm một cây cuộn thước cho anh em mình trem móc khóa nữa ha. Rồi combo hai món này, một món của Nhật của thương hiệu Super made in Japan ha, tặng kèm một cây thước. Rồi cũng giá của mình cũng chỉ là 150 thôi, khoảng giá cũ. V4 combo này 150.000 ha. V4 150.000. Tiếp theo V5. V5 cũng vậy luôn, một cái khóa này là chất Đài Loan này. À, của thương hiệu Western Rich ha. Bên này là mở ốc 8 tới 13, bên này là mở ốc 12, 14 cho tới 22. Rồi tặng kèm một cái thước nữa. Hai món này 100.000. V5 ha. V5 hai món 100. Rồi V6. V6 là một cây cần siết cà cù.
của thương hiệu hãng KTC ha, Japan. Đó, gạt qua gạt lại ha. Gạt qua gạt lại. Rồi, càng này là càng 3/8. Đường kính 9.5 ha. Dài được 25 sen. Tặng kèm một cái thước 1 mét nữa. Đẹp một quá. Rồi, cái cây cần xích của thương hiệu KTC Japan của Nhật này V10 V6 ha. 130.000. Nó là đẹp ha, V6 130. V7. Đây, V7 là cái của Kuken này. Đó, cái của Kuken này ha. Rất là ngon. Đó, 3/8 ha, đường kính là 9.5. Đó. 3/8 đường kính là 9.5 ha, mã số là V7. À, mã số là V7 ha. 80. Kết hợp với là cái món này nữa nè, hai món là 80 ha. À, ví dụ như anh em mình mua được hai mã là mà mình được 4. Mình được là ra hai cái phần thưởng tặng luôn. 3 mã là được 3 phần thưởng tặng luôn nha anh em. Chứ không phải là kêu mà 3 mã ấy đâu. À, ví dụ như cái loại thước này anh em mình mua một như là mua 1 tặng 2 rồi nè. Đó ha, mua 1 tặng 2, mua 1 tặng 1 luôn. Ví dụ mua 5 con là được tặng 5 con luôn hả? Có cái này riêng cái loại thước này thì một tặng một thôi, còn ví dụ mà anh em mình mua cái sản phẩm này với lại sản phẩm này đi, đó hai sản phẩm là được hai cái, còn riêng cái thước thì chỉ được một cái thôi. Ví dụ như là 5 cuộn thước thì sẽ được là 6 cuộn, và mua 7 cuộn thước là được 8 cuộn nha ha, anh em mình lưu ý giúp em. Rồi cái mã này là V7 giúp em ha, 80. Theo V7 rồi tới V8. V8 là một cái bộ khẩu hiệu in ha. Một cái bộ khẩu hiệu in nè. Đào con này lớn nhất ha, cái này là chân của mình là chân 3/4, đường kính là 19.05 của thương hiệu hãng Mitolo ha. Hệ số của mình là 1/7/8. Còn bên này là 1/2 nè. 1/8 ha. À, còn cái này là 1/2 luôn của Tone, 1 in. Rồi ba cái khẩu này em tặng kèm cho mọi người là một cây cuộn thước nữa. V8 ha. V8 100. V8 ha, 100.000. V9 là một cây vít lát lùn đảo chiều ha. Thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Sun Black Japan. Đó. Hai đầu ha. 6.35 bỏ vào. Lát đảo chiều nè. Rồi tặng kèm thêm một cây thước nữa, hai món này 80. Đó, một cây vít của Sun Black của Nhật ha, rất là ngon. À, rồi mã số là V9 ha. Rồi bộ combo này là 80. Đó, V9 80. V10 một cây mỏ lít. Răng còn mới chưa xài ha, là anh em thấy này, còn mới tin nha. Nước sơn màu đỏ để bãi này nọ thì những cái vật khác nó va chạm nó có trải tróc sơn tí thôi, chứ còn răng cỏ là mới chưa xài. Size của mình là size 300mm ha, nó dài được là 30cm ha, hơn găng tay của em. Và độ mở ngàm của mình á thì nó mở được là 55 ly. Rồi tặng kèm cho anh em mình cái cuộn thước này nữa, hai món này mã số là V10, 250.000 nha, nó mới chưa xài còn rất là đẹp nha. Hai món là 250 ha, của thương hiệu Super này, Japan này ha. Đó. V10 250. V11 là một cái kim nguội dài 19 sen của thương hiệu Fujiya. Này là cũng đời cũ này ha, No 1050651. Da nó còn khá là mới và đẹp nha. Đó. Fujiya Japan này. Dài 21 sen ha. Rất là ngon ha. V11 giúp em nha. Bạn kèm cho mọi người là một cái thước nữa. Hai món này 120. V11 ha. Hai món 120. V12 là một cái kìm kìm nhọn. Kìm nhọn kiểu gắn như này ha. Đó. Là chi tiết phần rang phần mũi nhọn ha, đầu rất là nhỏ luôn ha. Xi tráng. À, của thương hiệu hãng Hozan, dài 16 sen. Rồi tặng kèm cho anh em mình thêm cái cuộn thước này luôn ha, hai món này giá 60. Đó, rất là rẻ luôn ha. Hai món 60.000. V12. V13 là một cái
cái lưỡi cưa. Đây là lưỡi cưa để phay phay những cái rãnh gỗ này nè này ha. Lưỡi của mình là nó đính những cái phần hợp kim. Và đường kính lưỡi của mình là phi 120, cốt của mình là cốt tròn 15 ly. À, anh em mình thấy cái đồ gáo nó xiên xiên này nè, khi mà anh em mình gáo vào thì cái lưỡi nó sẽ xiên. Đó, và nó sẽ tạo ra một cái rãnh như thế này. Thì cái rãnh này anh em mình sẽ phay được từ 3 mm cho tới là 15 mm. Đó, tới này nó có thông số để anh em mình tăng chỉnh cái rãnh phay này. Đó, thí dụ như là rãnh 3 ly này, anh em mình hiện tại là đang phay rãnh 5.5 này. Ha. Rồi cái lưỡi cưa này em tặng kèm cho mọi người là một cái cùng thước nữa, hai món này 100.000. V13 ha. V13 100. V14. V14 thì em có một hai cái lưỡi cưa. À, hai cái lưỡi cắt ống cho của thương hiệu Super, dòng này là VKS30 nha. Đó, anh em mình đang sử dụng cái lưỡi y hệt như này thì mình chốt về mình thay thế ha, lưỡi mới chưa xài của Nhật Made in Japan. Hai lưỡi này kèm thêm một cái cuộn thước dây 1 m. Đem quá. V14 hai món này 100, ba món này 100.000. Ha. V14 100. Rồi V15 hôm nay là có chương trình khuyến mãi này, mua đồng hồ tặng thước nó này. Đó, đầu tiên là một cái con đồng hồ cho nữ ha, mặt nhỏ. À, mặt đá này, đến đá rất đẹp ha, piano, sợi dây nhỏ nha anh em. Con đồng hồ này thì cái mạch của mình thì nó tầm khoảng là 18 ly thôi. Đây 18 ly ha. Chưa được 20 nữa, 18. Sợi dây nhỏ ha, sợi dây tầm khoảng là 5 6 ly. Rồi, mua một tặng một luôn. Ha, mua một cái đồng hồ tặng một cái thước. À, giá của mình chỉ có 80.000 thôi. Hai món 80 ha. V15 80. V16 cũng tương tự thôi, mua một tặng một nữa ha. Đây, mua một tặng một nữa. Đồng hồ mặt tròn. Đó, thì mặt này chắc được 2 sen á nè. Rồi mặt này được 2 sen nha. Có đính đá là rất là đẹp ha. Mua một tặng một là mua một cái đồng hồ được tặng một cái thước dây. À, V16 ha. V16 80. Đó, mua một tặng một luôn nha anh em. V17. Một cái đồng hồ nữ nữa ha. Đây, của thương hiệu B3 này, mặt tròn luôn. Rồi bạc mặt đồng hồ cũng là 2 sen, sợi dây như này ha. Nhỏ nhỏ xinh xinh cho chị em phụ nữ đeo. Rồi mua một tặng một luôn. Đó. Hai món 100.000, à hai món 80.000 ha. V17. À, V17 80. Tiếp theo V18. Đây, mua một tặng một luôn ha. Tuy thì cái món quà nó không có cao nhưng mà nó cũng mang ý nghĩa tinh thần rất là lớn ha, nên mình dùng được rất là ngon. Đó. Vì mình tre móc khóa rất là nhẹ nhàng luôn anh em, để nhiều khi thí dụ mình cần đo đạc cái gì mình đo được có 1 mét thôi. Đó, rất là gọn gàng. Rồi mạch đồng hồ của mình là được là 3 sen. Sợi dây này của mình phần này là được 15 ly, cái này là một chỗ nam đang được này. À, rồi một tặng một này, hai món 80. V18 ha. V18 80.000. V19 thì một cái đồng hồ nữa. Đây. Một cái đồng hồ nữa anh em. À, của thương hiệu Q&Q ha, Water Resist, là nói chung là nó có khả năng chống nước, anh em mình tắm rồi mình mang bình thường, không sợ nó ướt, không sợ vô nước ha. Bán mạch 20 mạch vuông. Đó. Rồi mua một tặng một luôn, tặng một cái thước. V19 80 luôn. À, V19 hai món 80. Theo V20. Rồi tiếp tục là giờ những cái đồ nghề thanh lý anh em. Đồ nghề thanh lý đầu tiên thì có một cái bộ combo xà cài đó, nên mình nhà mình hay làm xà cài nhiều thì mình chốt này, em bán nguyên bộ luôn. Đó, rồi có 5 cây như thế này nha anh em, 5 cây nhà này ha. Tiên cái này là size 300 nè. Đó, đầu mũi nó còn ngon lành hết, anh em mình mua về mình xài nha. Cái này em hàng em vệ sinh rồi. À, rất là rẻ, anh em mình mua về mình dùng. Này cũng vậy nha. Đó, size 300 luôn này. 2 cây. Con này là size 360. À 330 chứ. 3 cây này. Con này là size 330 luôn, 4 cây. Và lớn nhất con này của mình là size 450 này. Đó là 5 cây nha anh em. Rồi. 5 cây xà cày tặng kèm một cây thước. Đó, một cái combo anh em mình thấy là nó rất là ngon cho nên mình dùng nha, chỉ có 100.000 thôi. Mã số cho cái combo này của mình là V20.
100.000 đó. Mua 5 cây sa cài để tại một cái thước ha. Đó, V20 100. Rồi, tiếp theo qua combo này V21. Cái này thì nó rất là nhiều luôn nha. Đầu tiên thì có mấy cây khóa bự này, anh em về vệ sinh thêm nha. Cây này là cây mỡ ốc 35 và mỡ ốc 41 này. Ngoài ra thì có hai cây tròn này, em biết là mỡ ốc bự luôn này mà em biết mỡ ốc bao nhiêu. Đây thì là chắc là nó mỡ ốc thì cũng tầm khoảng là 30 này, là 28 30 này ha. Đó, còn con này là nó mỡ là tầm khoảng ốc 35. Rồi, thêm con này nữa nó mỡ ốc tầm khoảng là ốc 21. Đó. 4 món. Cây khóa này ha, thêm một cây khóa mỡ ốc 26 của Top ha. Đó, mỡ ốc 26 của Top. Một cây cái cách ống lưỡi bị mẻ, nhưng mà anh em mình nghĩ cho em nghĩ chắc là cứ sử dụng cũng được, anh em mình lấy phụ kiện cũng được ha. Một cây kéo cái ống, ba cái mũi dùi. Ba cái mũi dùi này nó cũng dài nha, nó dài tầm khoảng là 25 mấy sen, nó rất là nhiều đồ luôn. Và hai cây đục nha. Đó, thêm hai cây đục nữa. Đó. À, một cây kéo cái tôn. Đó, lưỡi cũng rất là đẹp nha, anh em mình chỉ việc về mình vệ sinh thêm giúp em thôi chứ còn lưỡi đâu. Trang cỏ con đẹp đó, một cái bộ dùng gia đình. Đó, mấy cái kim bro này, ba cái kim bro này mới ốc này. Với lại một cái đóng khóa 5 cây này nữa. Đó. Chưa dừng lại ở đó thì riêng cái bộ combo này ngày hôm nay em tiếp tục sẽ tặng cho mọi người một cái thước 1 mét nữa. Đó, về anh em mình trang móc khoáng được ha, có một cái món mới để anh em mình dùng. Tuy là hàng Trung Quốc thôi nhưng mà dùng rất là ok. Rồi, nguyên một đóng này 100.000. V21 giúp em nha. V21 đóng này 100. Rồi, V22. V22 qua đóng này, thì ít nhưng mà nó chất lượng. Đó, chủ đạo là hai cây cờ lê đuôi chuột này anh em mình để dành mình xài. Hai cây này là hai cây 17-21 nha, của thương hiệu Top và thương hiệu Super. Hai thương hiệu rất nổi tiếng, hai dùng một rất là ngon nha anh em. Đó. Đảo chiều. Đó. Bên này cũng vậy nha. Rất khá đảo chiều. Hai cây này rất là ngon ha, một cây quắt một cây thẳng như thế này. Đó, của Top và Super. Rồi, tặng kèm thêm là hai cây, một cây kìm cặp với là cây mỏ lết xa 200. Đó, 4 món ha. Chưa dừng lại ở đó, hôm nay tiếp tục có một chương trình khuyến mãi đó, tặng cái thước 1 mét nữa của Trung Quốc rồi đó ha. Đó, mua 4 được 5. Rồi. V22 ha, 100.000. V22 ha, ghi một đóng 100.000 ha. Đó, rồi. Tiếp theo mình đi vào mã V23. Đây, V23 thì mọi người cũng đã thấy trước màn hình rồi, rất là nhiều luôn, màu đỏ xinh xinh. V23 này thì nó sẽ gồm có là một cái kìm cộng lực với lại hai cây mỡ đá mài này ha. Cái kìm động lực lưỡi cắt được còn ok hết nha, nên về xin thêm giúp em của MCC ha, hơi cũ cũ thôi chứ của MCC của Nhật rất là ngon. Đó, rồi một cây khóa chữ thập bự ha, một cây mũi dùi này, nó dài này chắc dài tầm khoảng 60 á. Bốn cây, năm cây kìm bro, năm cây kìm bro nhỏ nhỏ ha, hai cây đục. Đó, hai cây đục ha, hai cặp vít ha, cặp vít cái âm cây dương cán gỗ. Đây là cây khóa mã 21. Rồi combo này tặng thêm một cái thước 2 mét nữa này và 1 mét nữa này ha. Rồi V23 100.000. Đó, nguyên một đống luôn. V23 100. Tiếp theo. V24 đây, hôm nay là đồng hồ em xả hết luôn, nguyên một đống luôn nha anh em. Đồng hồ này hôm trước là tới 2 đống mà hôm nay em nhập vô một luôn á. Nên là nó nhiều kinh khủng nữa. Nhiều kinh khủng luôn ha. À, đây. Đó, không biết là bao nhiêu chiếc thì em đếm thôi chứ giờ không có qua hai, một chiếc này, hai chiếc này. Đó, 3 này. 4 này. 5 này. Đó. 6 này. 7 này, có cái đồng hồ đang chạy luôn nè anh em. 7 cái. Đây, 7 cái. 3. Mấy cái mặt này, ba cái mặt nè nè. À, 10 món nè. Này ba món nè. Mặt cái mặt không có mặt là đẹp nè anh em. Đó, 13 nè. 14 nè, có đồng hồ nữ đẹp nè. Đó, về bỏ pin mình dùng nha. Đó, Citizen luôn nha anh em, Citizen luôn á. Hàng của Citizen này rất là ngon rồi. Citizen là mắc tiền nha anh em.
đó, 15 nè. Tiếp theo cái này 3 4 nó là 10 19 nè. 20 21 22 cái nè. Đó, 22 món. 23 24 25 món nè. 26 nè, 27 món nè, có mặt đồng hồ đẹp nè anh em đó. Nói chung là những cái mặt đồng hồ này là đủ tiền rồi nè, khả năng chống nước ha. Chung là tầm gần 30 món nha anh em. Gần 30 món. Những món tầm khoảng 3.000, 3-4.000 món thôi. Này bán về cho anh em luôn ha. Quá được thuộc kỳ như mình lấy. Món 3-4.000 rồi chơi dừng lại đó, tặng thêm một cái cuộn thước bột bát nữa, cái combo này là nó rất là nhiều luôn. Đó, nào anh em mình mua cái cuộn thước này đâu dùng rồi. Ha, rồi combo này 100.000 ha, tính ra 3-4.000 món à. À, V24 giúp em. Liên một đống đồng hồ 100.000. Tặng thêm cái thước bột bát nữa. Ha, V24. V24. Rồi tiếp theo. Qua bên này. Này đóng này ha. V25. Đó, một cái khóa chữ thập. Số của mình là 14, 17, 19, 21 này. Một cái ống bự này, ống điếu mở ống bự này. À, chủ đạo là mấy cái đục nhiều ha. Đục nhọn có rồi, dẹp có này, 5 cây. Đó. Rồi hai cây mở ấp 21 ly nữa. Hai cây kìm bro một lớn một nhỏ. Rồi, chưa dừng lại ở đó, tặng kèm thêm một cây thước một mét nữa ha. Một mét xe móc khóa V25. Đóng này 100.000 luôn ha. V25 100.000. Đó, thước một mét nữa ha. Đó, V25. 100. Tiếp theo V26. V26 cái này ít nhưng mà cũng giá trị nè. Đó, mấy cái đục bự này anh em, này nó dài tầm khoảng găng tay em á, hơn găng tay luôn ha. Ba cái đục nè, một cái đầu búa nè, rồi hai cây khóa cờ lê bánh cóc số 21 và 26 nè. Đó, hoạt động rất là ngon nha. Đó, cái này thì 21 ly dặn đuôi chuột. Đó, hoạt động rất là ngon luôn. Rồi tặng cơm cho anh em là một cây thước một mét nữa. Rồi nguyên cái combo này là V26 ha. V26 100.000. Tiếp theo V27. V27 này đồng combo này cũng nhiều lắm này anh em, một đống luôn. Đầu tiên thì một cái búa này, cái búa này nặng gần ký á. Có nó hơi cũ thôi nhưng nó hơi bị tét thôi nhưng mà dùng cũng ok. Một cái cắt nẹp ha. Đó, lưỡi cắt nó còn ngon lành nhưng mà nó cứng quá em bị sinh không có ra. Anh lấy luôn hai món. Rồi, chưa dừng lại ở đó. Nó có thêm 8 cái kìm bro này, một đống luôn này, về mình chia cho bạn bè hàng xóm mình dùng được. Đó, hàng của Nhật hết. Đó, 8 cái kìm bro này. Hai cây mở ấp 21 này. Một cây sa cài với một cây khóa cờ lê nè. À, một cây các tôn. Đó, mấy cây vít nè. Cái khóa chữ thập nè, với lại hai cây đục nha. Đó, với lại hai cây đục này nữa. Chưa dừng lại đó ha, tặng thiệt kèm cho mình một cái cuộn thước một mét nữa. Đó. Cuộn thước một mét nữa ha. Đó, rồi nguyên một đống này. V27 100. À, V27 100. Rồi tiếp theo. Qua bên này. Combo này cũng nhiều nè, V28 cũng có nhiều đồ để dùng. Đầu tiên thì có cây hai cây các tôn, một cái lượng sóng, một cái mũi thẳng dài tầm 27-30 cm, một con kéo con cá, hai cây kìm đó, một bốn cây vít ha, hai cây sả cài, ba con kìm bro với lại một cây đầu mũi vít BH2 6.35 ha, dài. À, một cây búa với lại một cây kìm mà cộng lực cắt kém vì anh em vệ sinh ha. Rồi tặng kèm thêm là một cái cây cuộn thước một mét nữa ha. Mã số là V28 100.000. V28 ha, 100. Tiếp theo V29. V29 thì cái đống này đó, cũng nhiều ha. Một cây khóa này đó, hai cây sà cài, một cái kéo cắt tôn đó,
ba cây khóa này, 5 cây kìm Pro, một cây khóa này, 4 cây đục nha anh em, 4 cây đục này, 4 cây đục, một cây khóa và 7 cây vít. Đóng này cũng nhiều ha. Rồi bạn kèm thêm là một cây cuộn thức 1 mét nữa. Mã số cho combo này là V29 100.000. V29 100. Tiếp theo V30 thì giờ xuống combo này. Đó. Gồm có một cây liềm, một cây cắt tôn, hai cây dũa ha, một cây dũa dẹp với lại cây dũa ái. Một cây mỏ lết, một cây khóa 21, một cây vít, một cây kìm nguội. Đó, một cây vít, một cây kìm nguội. Cây cắt tôn dài 30 sen, cây khóa ha. Cây đầu búa và hai cây nào nữa. Đó. Tặng kèm thêm là một cây cây cuộn thước V30 ha. V30 100.000. V30 100. Rồi, tiếp theo V31. Đây, combo này cũng ít nhưng mà combo này cũng ngon này. Chủ đầu là hai cây mỏ lết này là đủ tiền rồi. Một cây mỏ lết size 300 và một cây mỏ lết size 200. Đó, của Nhật. Cây kim Pro, một cây kìm cắt kẹp đa năng. Và một thêm là một cây ấy nữa. Một cây khóa nữa. Rồi tặng kèm thêm một cái cuộn thước 1 pet nữa ha. V31 100.000 ha. V31 combo này 100. Rồi, mã số cuối cùng V32. Đây, combo này cũng ngon này. Đó. Một cây ống điếu này. Hai kiểu đầu là hai cây này là cây mở ốc 21 và cây mở ốc 35 của thương hiệu Super này. 21 35. Hai cây khóa mở ốc 21. Với liền cây kim Pro. Đó. Tặng kèm thêm là một cây thước 1 mét nữa ha. V32. V32 100.000. Rồi, em Thắng xin kết thúc clip tại đây ha. Và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.